bước vào những ngày nước rút với tinh thần ăn tranh thủ. Con này là Hitachi nha anh em, mà nhập xúc đất gió gỗ. Anh Võ Công Danh, bí thư đoàn 22 luôn, đang nghe đài này. Đang nghe đài rồi. Đến chỗ đoàn công ty. Mấy cái nhà nước ngoài mình dám bớt nha, nó bán quyền. Đi ra đồng viên anh em. Rõ nha. Ôi giời, đó là những nguyên nhân. Con này có vẻ nghe nhạc mà mấy cái lo cố đâu được anh em. Rồi bây giờ lấy đây nha, phải mất thời gian anh em này. Nhớ vô, mình bật sẵn rồi kìa. Sọt xẻ. Ba lăng một thầy đấy. Bát này. Đẹp này. Mất một nốt chỗ đây nha. Cái này headphone. Rồi sẵn thân tiện ở đây này có mấy cái đài, chỗ đây dò đài này. Đây là gọi là lưu kênh đó. Này mấy cái ống đo nó chạy theo này không? Các nhân lực, phương tiện này, tổ chức thi công. Kết quả đến nay, nhà ga đã hoàn toàn bộ. Nó giống mấy cái ống đo mà anh em hay nói nó bán cái gì nhiều tiền ở tiền đấy á. Và đang tiến hành. Mình có 5 ống nhà này, anh em muốn mua thì mình bán ống làm được. Ông Dương Văn Điện, phó giám đốc thường trực ban quản lý dự án cho biết hiện các đơn vị đang tập trung gia công kết cấu. Rồi ok nha, giờ qua lại tắp đi. 2024 bắt đầu lắp đặt FM rồi, AM rồi. AM có luôn này. Đổ bê tông vượt tiến độ 2 tháng. À mình khi mình bật cái cần nhỏ này vô thì cái cần lớn nó mất tác dụng nha. Cái này nó lưu kênh thì mình chỉ xài này thôi nè. Nhấn vô bạn nha. Nếu đỡ dài dạng là không được, không có tác dụng. À, lưu kênh analog á. Còn thằng này. Ý đồ của nhà sản xuất là như vậy nha. Khi mình muốn bật cơ nào nhấn vô nghe luôn, nhấn nghe luôn. À đây. Đó, ok chưa? Coi mấy con dò. Rồi tiền bạc luôn, con này 2 triệu nha anh em. Hôm nay là nhập xuống Đức nha, Hitachi cổ nha.